Chào mừng các bạn đã đến kênh 15 phút review. Trước khi đi vào video, các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Ở tập trước, sau khi ba người Tiêu Viêm tiến vào vạn thú chi địa, thì Tiêu Viêm đã gặp được một tiền bối của Thánh Long tộc. Tại đây, với cái mồm dẻo vẹo của mình, lão tiền bối đó đã truyền dạy chi Tiêu Viêm một thần kỹ sống âm cực kỳ lợi hại. Sau đó ba người tiếp tục đi thẳng tới trung tâm của vạn thú chi địa. Nhưng trên đường đi, ba người Tiêu Viêm đã đi vào một trận pháp của một lão nhân rất thần bí. Không còn cách nào khác, Tiêu Viêm đành phải liều mạng. Hắn sử dụng ra đạo thần kỹ sóng âm vừa mới học được một ít ra lông của mình, để đối kháng với thế công của đối phương. Sau khi hai thế công chạm nhau và tan rã, Tiêu Viêm chấn động nhìn xung quanh, kịch liệt ho khan một tiếng. Tiêu Viêm huynh, thắng chưa? Tổ địch nhìn một đoàn sương mù thật lâu không tan, trong lòng có chút kinh nghi lên tiếng. Không thắng, đối phương chính là một gã cao giai thiên vị thần. Tuy rằng vẫn lạc thật lâu, thế nhưng đối phương cũng có thể dễ dàng đem chúng ta đập chết. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, ánh mắt tràn ngập ngưng trọng, tuy rằng vừa mới thành công chống đỡ đối phương biển máu, thế nhưng đối phương căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Trong sương mù, màu đỏ chi long đã hóa thành một đạo nhân ảnh hiện lên trong đó. Hắn cũng thật không ngờ, đối phương thế công mãnh liệt như thế, thần sắc hơi giật mình. Hắn rất quen thuộc Tiêu Viêm vừa mới thi triển thanh ba thần kỹ, chợt một đạo trầm thấp thánh thanh từ trong sương mù truyền ra. Không nghĩ tới, người thi triển dĩ nhiên là sóng âm thần kỹ, bất quá làm cho ta rất tò mò chính là, hắn dĩ nhiên sẽ đem Thánh Long tộc độc môn thần kỹ truyền thụ trong một nhân loại nhỏ nho như thế, thật sự là có chút hồ đồ. Nghe vậy, đồng tử Tiêu Viêm cũng co lại, đối phương lại biết được thần kỹ sóng âm vừa rồi mình thi triển, xem ra thân phận người trước mắt này tựa hồ cũng không đơn giản. Ha ha, bất quá ngươi không phải là người của Thánh Long tộc, trong cơ thể không có lưu có Thánh Long huyết mạch, cho nên ngươi không cách nào phát huy ra Thánh Long ngâm chân chính lực lượng. Tuy nói như thế, ngươi vừa mới thi triển Thánh Long ngâm bên trong, tựa hồ còn muốn một loại lực lượng kỳ lạ, chẳng qua trước mắt người cỗ lực lượng này, tựa hồ còn không có hoàn toàn kích hoạt. Tiểu tử ngươi đến tột cùng là ai? Có lẽ cũng là bị Tiêu Viêm phần thần lực làm cho kinh sợ. Hơn nữa, cỗ lực lượng này không giống với thần lực, đó là một đạo lực lượng so với thiên vị thần lực còn cường đại hơn. Lúc này đây, cũng nhờ có đạo thần kỹ sóng âm này của Thánh Long tộc mới có cơ hội thở dốc, nếu không ba người bọn họ vừa rồi đã sớm bị biển máu của đối phương thôn phệ. Tiền bối, chúng ta cùng ngươi không thủ không oán, ngươi vì cái gì muốn đối với chúng ta hạ sát thủ? Tiêu Viêm dù sao tại sinh từ biên giới đã trải qua, cho dù hiện tại bọn hắn không có bất kỳ ưu thế nào, nhưng cũng không có khiếp đảm lúc này chất vấn đối phương. Khẩu khí kia cũng không thua đối phương cường đại khí thế. Ha ha, không thủ không oán, đích thật là bất quá, lão phu thấy các ngươi liền khó chịu, chết cho ta đi. Nói xong, đối phương tựa hồ như trước không buông tha Tiêu Viêm bọn họ. Lúc này một cỗ đáng sợ sát ý tản mát ra, tràn ngập toàn bộ huyệt động, sau đó mây mù không tan trong nháy mắt biến mất. Một vị lão giả tóc đỏ xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm. Nhìn lão giả tóc đỏ trước mắt, mấy người Tiêu Viêm càng thêm bất an, xem ra hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Tổ địch huynh, hai người các ngươi đi trước, nơi này để ta đối phó. Tiêu Viêm thấy thế cục bây giờ vô cùng bất lợi, liền mở miệng nói với đám người tổ địch. Tiêu Viêm huynh, chúng ta không sợ chết, chúng ta đã cùng nhau tiến vào, liền cùng nhau đi ra ngoài, có khó khăn cùng nhau giải quyết. Nhìn thấy Tiêu Viêm muốn chi phối bọn họ, tự nhiên là sẽ không đồng ý, dù sao bọn họ tốt xấu gì cũng là tổ long tộc thần chi thiên kiêu, nếu hai người bọn họ rời đi, làm sao đối mặt với tổ long tộc, chỉ sợ về sau cũng sẽ bị người của thần thú tộc khác xem thường, cho nên tuyệt đối không thể phát sinh chuyện như vậy. Một khi đã như vậy, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể đồng ý. Mặc kệ như thế nào, Tiêu Viêm cũng sẽ không để cho hai người bọn họ bị thương tổn, dù sao Tiêu Viêm còn có lá bài tẩy cường đại, đối mặt cường đại như thế cao giai thiên vị thần, chỉ có phần lão ra tay mới có thể đem đối kháng. Bất quá, trước khi thi triển một chiêu này, Tiêu Viêm ở đây một hồi trước mắt vị lão giả tóc đỏ này, bởi vì Tiêu Viêm muốn thăm dò một chút, đối phương đến tột cùng là cường giả ngã xuống của thế lực thần thú nào, nhưng xem bộ dáng hẳn là cũng không phải thiện loại gì, thật sự là một màn hào cảm a. Các ngươi đã muốn cùng một chỗ, như vậy liền cùng chết trong tay ta đi. Một cỗ thần chi uy áp cường đại lần nữa bao phủ ba người Tiêu Viêm, mà lúc này đây uy áp so với lúc trước càng thêm khủng bố, bọn họ trong nháy mắt liền cảm giác ngực của mình phảng phất đè ép một ngọn núi, giống như khó chịu, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó có thể hô hấp. Cỗ thần chi uy áp này quá cường đại, dưới uy áp đáng sợ như vậy, bọn họ ngay cả thực lực phản kháng cũng không có. Đó chính là một tên cao giai thiên vị thần lưu lại thần hồn. Tiêu Viêm tổ địch tổ song song vẫn chỉ là danh sách thần mà thôi, mà danh sách thần ở trước mặt thiên vị thần chính là cặn bã, một ngón tay là có thể xóa bỏ, cho nên mặc dù đối phương đã ngã xuống, đám người Tiêu Viêm vẫn không phải là đối thủ của cường giả ngã xuống. Mà lúc này đây, đối phương rõ ràng là nổi lên sát tâm khủng bố như thế, sát khí sợ là Tiêu Viêm bọn hắn đều không thể chống đỡ. Giờ phút này, khuôn mặt ba người Tiêu Viêm tổ địch tổ song song vô cùng vặn vẹo, bị một cỗ uy áp cực kỳ cường đại bao phủ, thân thể của bọn họ cong cong xuống, hai chân đều quỳ trên mặt đất. Hơn nữa còn chưa kết thúc, sau lưng bọn họ còn đang trầm xuống, làm như đối phương muốn trực tiếp để cho Tiêu Viêm bọn họ chết. Dưới uy áp thần của hắn, hiện tại chỉ có Tiêu Viêm thần sắc vô cùng tỉnh táo. Nếu đối phương muốn về phần bọn họ chết, vậy phải xem thực lực của đối phương. Chợt trong đôi mắt đen kịt kia của Tiêu Viêm, đúng là có một ngọn lửa màu vàng dần dần hiện lên. Một khi ngọn lửa màu vàng kia bộc phát, như vậy phiến không gian này đều sẽ bị vây trong hào quang màu vàng cực kỳ chói mắt. Nếu như người thi triển thực lực đủ mạnh, như vậy liền có thể cho đối phương một kích trọng thương. Nếu như người thi triển không địch lại đối phương,
Như vậy có thể thông qua một chiêu này, tiến hành tạm thời chạy trốn. Đây không phải là Tiêu Viêm nhát gan, mà là đối phương quá mức cường đại. Nếu có thể từ trong tay đối phương cường đại như thế chạy trốn, để cho các thần khác nghe xong, đều sẽ vô cùng khiếp sợ. Tổ địch huynh, các ngươi nhắm mắt lại trước, chờ ta ra hiệu các ngươi rời khỏi nơi này nhanh nhất. Tiêu Viêm dùng thần cảnh linh hồn truyền âm cho tổ địch, và tổ song song khuôn mặt vô cùng vặn vẹo. Nghe vậy, bọn họ đều là có chút giật mình. Chẳng lẽ nói, Tiêu Viêm còn có biện pháp gì hay sao? Tuy rằng bọn họ đều biết Tiêu Viêm vô cùng lợi hại, nhưng lợi hại thế nào, cũng sẽ không có bản lĩnh lớn thoát khỏi tay một thần hồn cường đại như vậy chứ. Bất quá bọn họ mặc dù bán tín bán nghi, cũng không có nghĩ nhiều. Nếu Tiêu Viêm nói như vậy liền nghe hắn là được. Nhìn thấy hai người chuẩn bị sẵn sàng, thân hình Tiêu Viêm lui về phía sau, ánh mắt khép lại, ngọn lửa màu vàng hóa thành một đạo quang lôi lưu chuyển trong mắt, sau đó khẽ quát một tiếng, ánh mắt chi hỏa, một đạo cực kỳ chói mắt màu vàng quang mang, chính là ở cái chớp mắt này, giống như ban ngày bình thường đem toàn bộ huyệt động cho triệt để bao phủ mà vào, chỉ cần có người mở mắt ra, đều là sẽ trước tiền bị ta muội thần hỏa trong ánh mắt chi hỏa cho xâm lấn, liền ngay cả vừa rồi vị thần hồn cường giả kia, đều còn không có phản ứng kịp, đã bị ánh mắt chi hỏa cho xâm lấn ánh mắt của hắn bên trong, nhất thời trước mắt của hắn tối sầm, cái gì cũng không nhìn thấy, tạm thời mù, thân thể đều đình trệ lại, vừa mới bao phủ bọn họ thần chi uy áp, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy, chính là hiện tại, các ngươi đi. Tiêu Viêm hướng về phía tổ địch tổ song song hô, người sau cũng nhận được tin tức của Tiêu Viêm, lập tức thúc giục thần lực trong cơ thể, dùng tốc độ nhanh nhất hướng một chỗ khác lướt đi, mà sau khi bọn họ xông ra ngoài, thấy Tiêu Viêm chậm chạp không theo kịp, thần sắc của bọn họ biến đổi, âm thầm nói, không tốt, Tiêu Viêm huynh không theo kịp, hắn định một mình đối kháng thần hồn cường giả sao? Hắn khẳng định không phải là đối thủ của vị thần hồn cường giả kia, chúng ta quyết không thể một mình thoát đi, chúng ta đi giúp hắn. Tổ song song mặc dù rất ít nói chuyện, nhưng giờ phút này, nàng đối với Tiêu Viêm làm như vậy, hiển nhiên là muốn hy sinh chính mình. Tổ địch gật gật đầu, hắn cùng tổ song song suy nghĩ giống nhau, bọn họ thân là tổ long tộc thần chi thiên kiêu, vốn là thiên phú rất mạnh, bọn họ phải bảo vệ người khác mới đúng, hiện tại ngược lại là người khác bảo vệ bọn họ. Nghĩ tới đây, hai người bọn họ cũng không để ý Tiêu Viêm phản đối, trực tiếp trở lại chiến trường, mà ngay khi bọn họ trở về, lại nhìn thấy một mảnh kia đúng là bị một đoàn chói mắt quang mang bao phủ. Tuy rằng bọn họ không có ở trong đoàn quang mang kia, nhưng là ánh mắt của bọn họ, nhưng là có chút khác thường cảm giác, cực kỳ khó chịu, mà Tiêu Viêm lại lơ lửng ở phía trên hào quang chói mắt, cũng chính là vừa nhìn, ánh mắt cùng thần sắc của bọn họ đều biến đổi, bởi vì bọn họ nhìn thấy, quanh thân Tiêu Viêm có ba đạo hỏa diễm bất đồng, hoa mỹ hỏa diễm màu trắng, hỏa diễm màu vàng. Hơn nữa Tiêu Viêm đang đem ba đạo hỏa diễm này tiến hành dung hợp, trước đây bọn họ cũng đã thấy Tiêu Viêm dung hợp hai đạo hỏa diễm, hỏa liên dung hợp ra uy lực cực kỳ khủng bố. Lúc này đây, bọn họ lại là gặp được, Tiêu Viêm muốn dung hợp ba đạo hỏa diễm, như thế rung động tính chẳng diện, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, hai tay Tiêu Viêm hướng vào trong đè ép, hỏa diễm giữa hai tay bộc phát ra khí tức hủy diệt, đôi mắt Tiêu Viêm dừng lại ở khu vực giữa hai tay, một đóa hỏa liên ba màu trắng vàng rực rỡ chậm rãi hiện ra, đóa hỏa liên ba màu trắng vàng này, bao vây vô số hạt tinh quang rất nhỏ từ từ bay lên, hơn nữa khí tức tản mát ra, so với thần hỏa hỏa liên lúc trước càng thêm kinh khủng cường đại, theo hai tay Tiêu Viêm thong thả xoay tròn, không gian nơi này đều bị ảnh hưởng. Hoàn toàn vặn vẹo rung chuyển, lúc này, ánh mắt tổ địch và tổ song song cũng gắt gao hướng về phía đóa hỏa liên ba màu trắng vàng rực rỡ kia, lộ ra vẻ kinh hãi khó có thể che giấu. Lực lượng phát ra từ đóa hỏa liên ba màu trắng vàng rực rỡ này, cho dù là thiên vị thần bình thường, cũng phải kiêng kỵ ba phần. Tuy rằng Tiêu Viêm thu được không phải ta muội thần hỏa hoàn chỉnh, nhưng khí tức hủy diệt kia, một chút cũng không thể che giấu đáng sợ. Dưới bề ngoài hỏa liên ba màu trắng vàng óng ánh trong suốt, đẹp đến mức khiến người ta thiếu chút nữa hít thở không thông, mà cũng chính là dưới ba màu trắng vàng rực rỡ này, lại cất giấu sức mạnh hủy diệt vô cùng khủng bố. Ngón tay Tiêu Viêm đối với đoàn hào quang chói mắt kia, ấn ngón tay bắn ra, nhất thời hỏa liên ba màu lơ lửng ở lòng bàn tay, chính là bạo xạ mà ra, nhiệt độ toàn bộ không gian cực nhanh tăng vọt, tam sắc thần lửa hỏa liên cũng là vào giờ khắc này trong nháy mắt bắn ra, toàn bộ vạn thú chi địa bên trong không gian càng thêm kịch liệt rung chuyển, không gian đều bị xé rách vạn vẹo. Dưới lực lượng hủy diệt cường đại như vậy, tam sắc thần hỏa liên của Tiêu Viêm có thể đánh bại cường giả lưu lại thần hồn này hay không? Dưới tầm mắt của ba người Tiêu Viêm tổ địch tổ song song, hào quang chói mắt kia cũng theo đó biến mất không thấy nữa. Chợt, vị thần hồn cường giả vừa mới không biết phát sinh chuyện gì kia, ánh mắt vừa mở ra, liền thấy trước mặt mình có một đóa hỏa liên ba màu đang nhanh chóng lao về phía mình, sau đó không đợi đối phương kịp phản ứng, hỏa liên ba màu kia đã oanh kích vào thân thể đối phương, bùm, trong nháy mắt va chạm, lấy cự động làm trung tâm, chính là tràn ngập một cỗ năng lượng hủy diệt rất mạnh đáng sợ quét sạch mà ra, khiến không khí trong vạn thú chi địa vào lúc này đều lâm vào đình trệ ngắn ngủi, ầm ầm, đình trệ rằng có một lát thời gian, song phương đáng sợ đến cực hạn năng lượng cường đại, chính là ở trên hư không kia lần nữa hung hăng nổ tung ra, giờ phút này, huyệt động đã bị sóng xung kích thổi quét, hủy diệt hơn phân nửa, dưới sự đan xen năng lượng đáng sợ như thế, một vòng gió lúc năng lượng xen lẫn ba màu trắng vàng, điên cuồng tàn sát bừa bãi, không khí bên trong vạn thú chi địa đều bị hỏa cho bốc hơi mất, nhiệt độ còn đang cấp tốc tăng vọt lên, tam sắc hỏa liên uy lực càng là có thể dễ dàng phá hủy vạn vật, nhưng là muốn đem triệt để đánh chết, đích sắc còn xa mới đủ, ngươi thật sự quá cường đại, ngươi đến tột cùng là cường giả phương nào? Thần lực trong cơ thể Tiêu Viêm sau khi thi triển tam sắc hỏa liên, loại cảm giác suy yếu này đã bỏ đầy toàn thân, dù sao đối phương chính là một vị cao giai thiên vị thần, ở trên không, hình thành năng lượng vòng xoáy lớn, năng lượng cường đại không ngừng phóng thích ra,
điên cuồng hướng bốn phía liên tục khuếch tán, lúc này lên tiếng nói, chẳng lẽ tiền bối đối với thần hỏa của tiểu bối có ý tứ, lão phu không chỉ muốn cướp lấy ba đạo hỏa diễm trong cơ thể ngươi, còn muốn lấy công pháp có thể dung hợp nhiều loại hỏa diễm trên người ngươi. Tiêu Viêm cũng hơi kinh hãi, nghĩ thầm, chẳng lẽ đối phương đã nhận ra sự tồn tại của phần quyết công pháp trong cơ thể mình sao? Tam sắc thần lửa giận liên so với lúc trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, nhưng là đối phương chính là một gã cao giai thiên vị thần, mặc dù cũng bị một chút ảnh hưởng, ở nơi đó có thể nhìn thấy rõ ràng, đạo thần hồn kia trở nên có chút hư ảo, hiển nhiên sau khi bị tam sắc hỏa liên vừa rồi tránh trúng, cũng bị một ít ảnh hưởng, bất quá lão phu nghĩ ngươi cũng đã đến cực hạn đi. Sắc mặt Tiêu Viêm lúc này cũng tương đối khó coi, không nghĩ tới, tam sắc thần hỏa liên của mình vẫn không thể đánh bại đạo thần hồn thể này của đối phương, bất quá đây cũng là trong dự liệu của Tiêu Viêm. Ha ha, muốn biết thân phận lão phu cũng không sao, chỉ là ta hiện tại không muốn giết ngươi nhanh như vậy, dù sao trên người ngươi có thứ ta muốn, thần hồn thể vừa nói ra, Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy một tia cảm giác cực kỳ không ổn, thật sự là không nghĩ tới, ngươi vậy mà còn có một đạo thần hỏa, hơn nữa còn ở trước mặt lão phu, đem ba đạo hỏa diễm này dung hợp, bộc phát ra lực lượng kinh người như thế. Lão phu cũng thừa nhận, tam giác hỏa liên rất cường đại, bất quá muốn triệt để đánh bại lão phu, ngươi còn kém một chút. Tổ địch và tổ song song ánh mắt kinh hãi nhìn xoáy không gian kia, rốt cuộc không cách nào ngăn chặn được cảm giác rung động trong lòng. Thực lực của Tiêu Viêm huynh cũng quá cường đại đi, uy lực dù hợp ba đạo hỏa diễm lại có thể cường đại đến mức đáng sợ như thế. Hai người bọn họ xem ra, thực lực hiện nay của Tiêu Viêm tuy chỉ là danh sách thần thứ hai, cho dù đối mặt với chuẩn thiên vị thần, cũng dễ dàng đánh chết, nếu như là thiên vị thần nhất trọng, cũng có lực kháng cự, cũng không biết rằng có bao lâu, tam giác hỏa liên uy lực mới dần dần tiêu tán mà đi. Tiêu Viêm trước tiên là đem ánh mắt tập trung vào đối phương, nhìn đối phương lộ ra vẻ tham lam, ánh mắt Tiêu Viêm càng trầm thấp, càng làm cho Tiêu Viêm không nghĩ tới chính là, đối phương lại thật sự biết được sự tồn tại của phần quyết công pháp, xem ra đối phương thật sự không phải là một vị đèn cạn dầu, nếu đối phương vẫn ở thời kỳ đỉnh cao, như vậy bọn Tiêu Viêm hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá, nếu đối phương hiện giờ là hình thái thần hồn, như vậy Tiêu Viêm có thể có biện pháp chế ngự, dù sao, Tiêu Viêm còn có một ác chủ bài cường đại hơn, đó chính là mượn lực lượng của phần lão, lúc trước đã nghe phần lão nói qua, đối chiến toàn ma lúc trước, vẻn vẹn thi triển ra ba thành lực lượng, vậy thì tương đương với tam trọng thiên vị thần thực lực, cho nên cho dù cao giai thiên vị thần ở trước mặt phần lão, đều phải cúi đầu xuống, huống chi đối phương bây giờ còn chỉ là thần hồn thể, kia thực lực nếu là ngã xuống rất nhiều, tiền bối thật đúng là khẩu khí thật lớn, ngươi đã khẩu vị lớn như vậy không biết ngươi kế tiếp có thể hay không ăn vào thần hồn lực lượng của ta. Tiêu Viêm khóe miệng hiện lên một nụ cười, hiển nhiên đối với đạo thần hồn thể cường giả này, không có bất kỳ kiên kỵ cùng em ngại, tiêu tử ngươi chỉ là thứ hai danh sách thần mà thôi, còn ở trước mặt lão phu nói cái gì thần hồn lực lượng, ngươi thật sự là khôi hài, tuy rằng thần hồn cường giả nói như vậy, nhưng là trong nội tâm cũng mang theo tin tưởng chí, dù sao tiểu tử này có thể dung hợp ba loại hỏa diễm, chẳng lẽ tiểu tử này thật còn cất giấu thần hồn lực lượng, trong nội tâm cường giả thần hồn, hắn đã không coi Tiêu Viêm là người bình thường, con bài tẩy của tiểu tử này thật sự quá mức quỷ dị và cường đại, ta có thể nói ra những lời này, tính chân thật tự nhiên là rất cao, quên nói với ngươi, đạo thần hồn lực lượng này của ta một khi thi triển, cho dù ngươi ở thời kỳ cường thịnh thực lực cũng không cách nào đem ta lay động, nếu tiền bối muốn thần hồn bị vây trong nước sôi lửa bỏng, tiểu bối cũng không khách khí, muốn trách thì trách ngươi quá tham lam, không phải đầu của ngươi cứng rắn muốn đi cướp đoạt, cái này sẽ mang đến cho ngươi họa sát thân, một thiên vị thần cao dài đã ngã xuống, còn muốn công pháp phần quyết của ta, sợ là khẩu vị của ngươi thật sự lớn hơn một chút. Tiêu Viêm nói xong, trong cơ thể hắn đã có một tia khí tức cực kỳ cường đại mơ hồ tản mắt ra, đạo khí tức này cũng là để cho đối phương cảm giác được một tia không ổn, tâm thần đều là run rẩy một chút trầm thấp nói, tiểu tử này trong cơ thể tựa hồ có một cỗ cực lực lượng sắp bộc phát, chẳng lẽ nói, hắn thật cất giấu thần hồn lực lượng sao? Hừ, chỉ là một nhân loại nho nhỏ mà thôi, cho dù hôm nay ngươi đã thành thần, lão phu vẫn có thể gạt bỏ ngươi, giả thần giả quỷ, chợt, cường giả thần hồn cũng không cam lòng yếu thế, cho dù đối phương thật sự có lực lượng thần hồn thì sao? Chính mình đã từng là một gã cao giai thiên vị thần, cho dù hôm nay vẫn là chỉ còn lại có một đạo thần hồn lưu lại, đối phó một vị danh sách thần Tiêu Viêm, vẫn là có thể bách chiến bách thắng, thoải mái đắng đo. Tiêu Viêm cũng không trả lời đối phương, bởi vì nhiều lời vô ích, chỉ có thể dùng lực lượng cường đại chinh phục đối phương. Phần lão, giao cho ngươi, Tiêu Viêm truyền âm vào trong cơ thể mình, người sau tự nhiên cũng nhận được tin tức của Tiêu Viêm, nhưng lại không có ý ra tay. Phần lão, Tiêu Viêm thấy phần lão không có phản ứng, lại truyền âm nhắc nhở, ha ha, tiểu tử kia, ta đã biết, bất quá lúc này đây tựa hồ không cần ta ra tay, lời này vừa nói ra, nhất thời làm cho Tiêu Viêm có chút mơ hồ, không cần ra tay, ngươi không ra tay, ta làm sao đánh thắng được thần hồn cường giả cường đại như vậy? Tiêu Viêm mang theo một tia nghi ngờ, nghe ý tứ của phần lão tựa hồ không ra tay, sau khi thần hồn cường giả đánh ra một kích này, bộc phát ra lực lượng kinh người, khiến cả tòa cự động đều bị ảnh hưởng, thạch bích chấn động không ngừng lăn xuống, huyệt động vốn đã bị hủy diệt gần hơn phân nửa, giờ phút này lại càng giữa lực lượng kinh người này, liên tiếp sụp đổ, không gian xung quanh Tiêu Viêm không ngừng bị xé rách, chỉ dựa vào thực lực bản thân Tiêu Viêm, sợ là không thể chạy thoát, dưới tình huống sắc mặt hắn cực kỳ vặn vẹo, lại truyền âm vào trong cơ thể mình, mà bên kia, thần hồn cường giả cũng ở trước tiên cảm giác được, lực lượng bùng nổ rất mạnh trong cơ thể Tiêu Viêm, trong nháy mắt biến mất không thấy, làm cho hắn đều cảm thấy nghi hoặc, cỗ khí tức vừa rồi rõ ràng rất cường đại, vì sao hiện tại lại thoáng cái toàn bộ biến mất không thấy, năng lượng trong đó đủ để dễ dàng gạt bỏ một vị danh tự thần, coi như là đệ nhất danh tự thần, cũng không cách nào đào thoát, huống chi là đệ nhị danh sách thần Tiêu Viêm. Phần lão, nếu phần lão không ra tay,
sợ rằng Tiêu Viêm sẽ trực tiếp chết dưới thế công kinh người đáng sợ này. Hắn hiện tại cũng không nghĩ thông suốt, vì sao lần này Phần Lão dị thường như vậy, lại còn lựa chọn không ra tay, chẳng lẽ là muốn chính mình một mình ngạnh kháng đạo thế công này của đối phương hay sao? Bất quá ngay khi thế công làm cho Tiêu Viêm tuyệt vọng tới gần, phía sau Tiêu Viêm chính là có lốc xoáy đánh úp lại, trực tiếp cùng thế công cường đại kia hung hăng đụng vào nhau. Đợi cơn lốc cùng thế công cường đại kia dần dần va chạm chống đỡ lẫn nhau, chính là ở trước mắt Tiêu Viêm xuất hiện một vị cường giả, đồng dạng là thần hồn thể, chẳng qua nàng là một vị lão bà, trong đôi mắt của vị lão bà này lộ ra một tia thâm thúy, đồng tử màu đen giống như là vực sâu không thấy đáy, liền giống như thực lực bản thân nàng cũng ở mạnh sâu không thánh đáy. Nam Thiên, ngươi thân là tổ tiên thần long tộc, lại đối với một vị tiểu bối như thế xuất thủ, ngươi thật đúng là không có thuốc có thể cứu a. Bà lão này ngữ khí rất rõ ràng đối với hắn phi thường không hữu hảo, phảng phất còn phi thường chán ghét căm hận hắn. Sau khi Nam Thiên đánh giá bà lão một lát, mỉm cười với đối phương, chỉ là trong nụ cười này mang theo ý không tốt. Sau khi vị lão già này xuất hiện, vị Nam Thiên kia chính là đem ánh mắt nhìn chằm chằm, hơn nữa còn tản ra vẻ cực kỳ mập mờ, xem ra lúc bọn họ còn trẻ, tên Nam Thiên này hẳn là người theo đuổi vị lão già này không thể nghi ngờ. Ầm ầm, bất quá nhìn thấy bà lão tựa hồ cực kỳ chán ghét cam hận đối phương, chắc là Nam Thiên một phương đơn phương yêu nhau mà thôi, nhưng đây cũng là phi thường si tình. Ha ha, tưởng là ai dám phá hỏng chuyện tốt của ta, nguyên lai là lão hữu nhất phỉ mỹ nhân của ta, chỉ là làm cho ta không nghĩ tới chính là, ngươi lại vì một tiểu tử nhân loại xuất hiện, trước đây ngươi còn cố ý trốn tránh ta. Nhìn thấy bà lão đột nhiên xuất hiện, vị cường giả thần hồn thể vừa mới được xưng là Nam Thiên kia, lại lộ ra vẻ mập mờ, trên mặt lập tức tràn ngập nụ cười hèn mọn, gắt gao nhìn chằm chằm bà lão, không nghĩ tới thần hồn cường giả này đối với mình thật thi triển ra một chiêu sát chiêu, xem ra cường giả này trước khi ngã xuống cũng là một người giết chóc. Biến cố bất thình lình này làm cho tất cả mọi người ở đây sắc mặt hơi kinh hãi, mà tổ địch và tổ song song đứng cách đó không xa, lúc này thần sắc có chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ ở trong cơ lốc vừa rồi cảm nhận được năng lượng phát ra, đúng là làm cho bọn họ có chút quen thuộc. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn không phải để cho mình đi ngạnh kháng lực lượng đáng sợ như thế. Tiêu Viêm giờ phút này mới hiểu được dụng ý của Phần Lão, thì ra Phần Lão đã sớm biết có cường giả sẽ ra tay trợ giúp mình. Ha ha, ngươi đã không ra tay, như vậy lão phu liền ra tay gạt bỏ ngươi đi. Nói xong, lực lượng thần hồn trong cơ thể cường giả đều bộc phát, trong nháy mắt hướng về chỗ ở của Tiêu Viêm, cấp tốc lướt đi, sau đó vung một tay lên. Nam Thiên, nếu ngươi muốn hạ sát thủ tiểu bối có huyết mạch tộc ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm bà lão không phải rất lớn tiếng, bất quá là mang theo sát ý vô cùng đáng sợ. Khi Tiêu Viêm tổ địch và tổ song song nghe vậy, ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt đẹp của tổ song song khẽ động nói, tộc ta, chẳng lẽ vị tiền bối trước mắt này là tổ tiên của tổ long tộc, tổ tiên của tổ long tộc sao? Tiêu Viêm cũng đưa mắt nhìn lên bầu trời của bọn họ, không nghĩ tới trong huyệt động này lại xuất hiện nhiều tổ tiên thần thú tộc như vậy, xem ra trong vạn thú chi địa đích xác có rất nhiều tổ tiên thần hồn của vạn thú giới, ta đối với ngươi đều là một mảnh thật lòng a, vì sao ngươi không thể đáp ứng yêu cầu của ta? Nếu như ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta liền thả những tiểu tử này như thế nào? Tuy rằng bà lão đã lớn tuổi, bất quá cũng có thể thấy được ngũ quan của nàng cực kỳ tinh xảo, nếu đặt ở thời kỳ tuổi trẻ, tuyệt đối là một vị được xưng tụng tuyệt thế mỹ nhân. Nam Thiên, ngươi đừng quên, năm đó ngươi vì theo đuổi ta, dùng hết thủ đoạn, nhưng là ta như trước sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ, dù sao tình cảm thứ này không phải đơn phương yêu nhau là có thể đạt được. Bà lão ánh mắt nhìn cũng không muốn liếc Nam Thiên một cái, mặc dù nói Nam Thiên hôm nay cũng là bước vào thời kỳ lão niên, nếu như là lúc tuổi trẻ, đồng dạng cũng không phải rất xấu, duy nhất bị bà lão chướng mắt chính là, Nam Thiên này tuy rằng bề ngoài coi như không tệ, nhưng là tâm tính lại là phi thường ác độc, điều này cũng dẫn đến vì sao vị bà lão này một mực không đáp ứng, coi như ngã xuống sau, cũng là như thế, ta đối với ngươi một mảnh si tình, ngươi vẫn đối với ta như vậy, đã như vậy, ba vị phía sau ngươi kia, như vậy ta liền không chút khách khí thu hoạch, dứt lời. Sắc mặt Nam Thiên trầm xuống, một đôi mắt có thể giết người nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, tổ địch và tổ song song ba người, mà lúc này đây, Nam Thiên thì là không che giấu bất kỳ thực lực nào. Đối với mấy tiểu tử này, hắn là hận không thể đem giết đi, bất luận kẻ nào cũng không ngăn cản được sát tâm của hắn. Một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, lần nữa bao phủ phiến thiên địa này, so với lực lượng phát ra lúc trước, càng cường đại hơn rất nhiều. Xem ra Nam Thiên này vận dụng toàn bộ lực lượng thần hồn của mình hôm nay, các ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách nhất phỉ không đáp ứng yêu cầu của ta, nàng mới là người khiến các ngươi chết. Một cỗ thần chi uy áp tuyệt đối bao phủ lấy ba người Tiêu Viêm, trong nháy mắt thân thể ba người bọn họ bị trọng lực cường đại đè lên, nhất thời nửa quỳ trên mặt đất, đau đớn trên người cũng là càng ngày càng rõ ràng, một ngụm máu tươi cũng là từ từ trong miệng phun ra. Tiêu Viêm bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương đúng là như thế tâm ngoan thủ lạt. Bất quá ngay khi bọn Tiêu Viêm sắp chống đỡ không nổi, lão bà kia đặc biệt bộc phát ra lực lượng thần hồn cực kỳ kinh người, hai cỗ thần chi uy áp cũng va chạm cùng một chỗ, một đạo tiếng ong ong ở không trung trầm thấp truyền ra, trường ảnh khổng lồ bộc phát ra khí tức kinh người, một trường này sợ là có thể đập nát hư không. Thần kỹ Diệu Nhật Luân, sau đó đem khí tức của bà lão khóa chặt, răng bạc cắn một cái, thân hình chợt lóe, trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh xuyên thủng hư không, sau một khắc liền xuất hiện ở phía sau bà lão, ngưng tụ lực lượng thần hồn cường đại của bản thân, một quyền nặng nề vung ra. Nam Thiên, ngươi vẫn ác độc như vậy, xem ra không thể lưu ngươi. Bà lão thấy thế cũng không lưu thủ, lão gia hỏa này vẫn là tử tính không thay đổi, như vậy tâm tính nếu như sinh tồn ở trong vạn thú chi địa, đối với những hậu bối này tiến vào trong đó cũng là một cái cực lớn nguy hiểm.
mà không phải cái gọi là cơ duyên. Tuy rằng tốc độ của đối phương rất nhanh, vẫn bị bà lão bắt được khí tức, lúc này thân ảnh hưng nghiêng một bên, thành công tránh thoát một kích cường đại của đối phương, đồng dạng cho đối phương một cái phản kích. Nam Thiên, ta thừa nhận thực lực thời kỳ toàn thịnh ta không sánh bằng ngươi, nhưng sau khi ngã xuống, thần hồn ta lưu lại, ngoài ý muốn gặp bí pháp có thể làm cho lực lượng thần hồn tăng lên. Cuối cùng dưới ánh mắt kinh hãi của đám người Tiêu Viêm, hai đạo thần kỹ cực kỳ đáng sợ đụng vào nhau, cuối cùng dưới toàn lực chống đỡ lẫn nhau của hai vị thần hồn cường giả, thần chi uy áp vốn đáng sợ kia cũng nhất thời biến mất không thấy nữa. Lúc này mới làm cho ba người Tiêu Viêm tổ địch tổ song song mới có cơ hội thở dốc. Nếu không có một giây dưới thần chi uy áp kia, thần thể cùng linh hồn của bọn họ đều sẽ bị trọng thương tan rã. Bà lão ngưng tụ lực lượng thần hồn tập trung trong lòng bàn tay, sau đó toàn lực vỗ về phía Nam Thiên. Theo cự động sụp đổ, hai vị thần hồn cường giả cũng là lao ra trong đó. Vừa rồi đạo thần kỹ kia thế công, đúng là song phương đều không thể chiếm cứ thượng phong, xem ra là thế lực ngang nhau trạng thái. Đây chính là đến từ một gã cao giai thiên vị thần cường đại chấn nhiếp, cho nên danh tự thần ở trước mặt hắn căn bản không tính là cái gì, mới để cho cự động hoàn toàn sụp đổ, mang theo tổ địch tổ song song hai người thành công đào thoát. Không nghĩ tới bí pháp thăng linh bị ngươi tìm được, khó trách ta ở vạn thú chi địa lâu như vậy lại không cách nào tìm được. Như vậy cũng tốt, vậy trước tiên đánh bại ngươi, cướp lấy bí pháp thăng linh của ngươi. Giờ khắc này Nam Thiên cũng hoàn toàn bày ra đối diện chân thật nhất của mình. Nhất Phỉ, ngươi vừa ra tay liền thi triển ra một chiêu tất sát kỹ thật, đúng là không để mặt ta a. Nhìn cự trưởng đáng sợ kia, thân ảnh Nam Thiên lui về phía sau 100 mét, hai tay đột nhiên kết ấn, lực lượng thần hồn quanh thân đều hồi phục trong cơ thể. Sau đó khi Nam Thiên nhắm mắt lại, phía sau hắn ngưng tụ có một vầng diệu nhật tản mắt ra hào quang chói mắt. Nói xong, diệu nhật phía sau trực tiếp bay về phía cực trưởng, không gian đi qua đều trở nên vặn vẹn dị thường. Bùm, một đạo sóng xung kích năng lượng cực lớn trực tiếp quét ngang toàn bộ cự động. Dưới trùng kích đáng sợ như thế, cho dù cự động kiên cố cũng bị sang bằng, có lẽ là do cự động hoàn toàn sụp đổ, trực tiếp phá hư trận pháp vốn bày ra ở chỗ này. Nghe thấy lời nói mang theo sát ý của bà lão, Nam Thiên cũng hoàn toàn bạo tẩu, trên hai mắt cầu tràn ngập tơm máu, hung tợn nhìn bà lão kia. Nhất Phỉ, thân hồn lực lượng của ngươi đích xác trở nên cường đại, bất quá muốn đánh bại ta vẫn là không có khả năng. Hơn nữa, bí pháp kia của ngươi nói vậy còn không thể tu luyện hoàn chỉnh đi. Hừ, cho dù tu luyện không hoàn chỉnh, đối phó ngươi vẫn là có thừa. Dứt lời, thân ảnh bà lão cấp tốc lóe lên, sau đó bộc phát ra lực lượng thần hồn đáng sợ, đối với Nam Thiên chính là một cái mãnh công. Người sau thấy thế cũng là cua cua tự thân ná am đấm. Song phương mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra tiếng nổ mạnh trầm thấp, ầm ầm vang vọng trên bầu trời, mà bọn họ cũng lựa chọn vật lộn chiến, dựa vào tự thân thần hồn lực lượng tiến hành một quyền một trường kịch liệt giao thủ. Tiêu Viêm ba người cũng là ở cách đó không xa nhìn khiếp sợ vô cùng. Hai vị này đều là cao giai thiên vị thần, có thể nhìn thấy cường đại như thế thần trích giao thủ, trước mắt đối với bọn họ mà nói cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa bọn họ mỗi một quyền một trưởng đều là chiêu chiêu chí mạng một kích, bất quá lẫn nhau cũng là làm ra phản ứng cực nhanh, né tránh thế công. Sau khi bọn họ giao thủ trên 100 hiệp, hai người vẫn khó phân thắng bại, chiến đấu kịch liệt trên bầu trời đã tiến vào giai đoạn cuối. Sau khi bà lão kia thi triển bí pháp tăng cường sức mạnh thần hồn cũng sắp tới thời gian, cho nên nhất định phải kết thúc trận chiến này. Nhất Phỉ, không nghĩ tới ngươi lợi dụng bí pháp tăng lên thần hồn lực lượng lại trở nên cường đại như thế, liền ngay cả ta đều không làm gì được ngươi. Nam Thiên thì là vẻ mặt kinh dị nhìn đối mặt bà lão, lẩm bẩm nói, ngươi cũng rất cường đại, nếu không là ta lợi dụng bí pháp cùng ngươi giao chiến, chỉ sợ ta sớm đã bại ở trong tay của ngươi. Nam Thiên, thiên phú của ngươi mặc dù rất cường đại, nhưng là tâm tính của ngươi rất ác độc, cuối cùng sẽ bị ta đánh chết. Ngươi đã truy cầu ta lâu như vậy liền để ta đến kết thúc hết thảy đi. Trước mắt bà lão này tựa hồ muốn làm ra cái gì, ngươi điên rồi, vì mấy tên tiểu tử này đáng giá sao? Hiển nhiên Nam Thiên hiện tại cực kỳ phẫn nộ, ngươi thân là thần long tộc tổ tiên, lại dám đối với tiểu bối hạ sát thủ, ngươi nên biết kết cục của ngươi. Bà lão thì là không chút hoang mang nhẹ giọng nói, không nói nhảm nhiều, chuẩn bị kết thúc hết thảy đi. Tổ long bí pháp, ngọc nát đá tan. Nhất Phỉ, ngươi đã muốn chết, như vậy ta cũng sẽ phụng bồi. Muốn đem ta gạt bỏ, vậy phải xem thực lực của ngươi. Giờ phút này, Nam Thiên đã đối với Nhất Phỉ triệt để hết hy vọng. Nếu đối phương muốn giết chết chính mình, như vậy cũng đừng trách hắn. Ngay khi nội tâm tổ địch và tổ song song cảm thấy vô cùng phức tạp, một giọng nói quen thuộc truyền vào tai bọn họ, coi như là một ít tứ trọng thiên vị thần đều có thể bị song phương bí pháp lực lượng oanh thành cạn bã. Cao giai thiên vị thần lực lượng quả nhiên khủng bố như vậy. Tổ long tổ tiên, dĩ nhiên vì chúng ta lựa chọn hy sinh chính mình. Tổ địch cùng tổ song song thân là tổ long tộc hậu bối, tự nhiên có một tia tình cảm ở trong đó. Bọn họ giờ phút này trong hai mắt có chất lỏng tại đảo quanh. Tiêu Viêm cũng không nói gì. Lúc này bà lão nhìn một chút vương thiên địa này, sau đó hai tay làm ra ấn pháp quỷ dị, trong nháy mắt năng lượng giam cầm này bắt đầu dần dần tăng cường. Xem ra đây chính là cái gọi là lực lượng cường đại. Sau khi thi triển bí pháp tổ long, một bên là năng lượng màu vàng, một bên là năng lượng màu đỏ, trong những năng lượng này ẩn chứa lực lượng khủng bố cực kỳ. Ha ha, ngươi đã xuất ra một chiêu mạnh nhất, như vậy hết thảy đều nên kết thúc. Hai tay kết ấn, một đạo trận pháp là trực tiếp từ dưới mặt đất phóng lên cao, tạo thành một đạo bình phong trong suốt, đem vị lão ẩu kia cùng Nam Thiên vây ở trong đó. Nam Thiên thấy thế, trực tiếp vận chuyển lực lượng thần hồn trong cơ thể, oanh ra một chưởng đánh vào trên bình phong. Tuy rằng vang vọng ra tiếng nổ vang thật lớn, nhưng lại không cách nào đánh vỡ bình phong giam cầm đáng sợ này. Cũng không biết rằng có bao lâu, tiếng nổ liên tiếp không ngừng, bình chứng giam cầm cũng xuất hiện vô số vết nứt giống như mạng nhện, năng lượng trong đó dần dần tiêu tán,
Nương theo một tiếng răng rắc, bình chướng kia đúng là hoàn toàn vỡ vụn mà ra. Giờ khắc này, song phương đều là thi triển ra tự thân mạnh nhất bí pháp. Các ngươi lần này tiến vào vạn thú chi địa, nhất định phải hết sức cẩn thận. Ta đã hoàn toàn chết, ta đem tất cả truyền thừa của ta trao cho tổ long tộc các ngươi. Nói xong, trên hư không đúng là có một đạo quang đoàn đặc thù màu vàng xuyên thấu hư không, trực tiếp đi vào mi tâm của tổ địch và tổ song song. Trong này có tinh hoa cả đời của ta. Truyền thừa này các ngươi cần phải cần thu lĩnh ngộ, đây là cơ duyên cực kỳ hiếm thấy đối với các ngươi. Đa tạ tổ tiên, tiểu bối nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của tổ tiên. Tổ địch và tổ song song cố nén nước mắt của mình, không cho lưu lại, sau khi cung kính cúi đầu, chậm rãi đứng dậy. Ta không biết vì sao trên người ngươi lại có tổ long huyết mạch, nhưng là ta tin tưởng, ngươi thần chi lội nhất định sẽ phi thường kinh diễm tuyệt luân. Hy vọng tại tương lai một ngày nào đó, ngươi có thể đăng đỉnh thần giới. Vị tổ long tổ tiên kia nhìn thần sắc Tiêu Viêm tràn ngập vui mừng, đa tạ tổ tiên tiền bối. Lúc này, Tiêu Viêm cũng là đối với bầu trời cung kính khom lưng. Thần hồn của ta đã tiêu tán, nhìn tổ long tổ tiên biến mất, tổ địch cùng tổ song song cùng với Tiêu Viêm ba người cũng là lưng đeo một tia tâm tình trầm trọng. Qua một hồi lâu sau, tâm tình bi thương của ba người mới chậm rãi khôi phục lại. Lúc này đây, tiến vào vạn thú chi địa, ba người Tiêu Viêm, tổ địch, tổ song song đều có thu hoạch cực lớn. Lúc này mà ánh mắt mấy người Tiêu Viêm vội vàng nhìn về phía hư không vừa mới chiến đấu, phát hiện nơi đó không có thân ảnh tổ tiên của tổ long tộc, cũng không có thân ảnh tổ tiên của thần long tộc. Nói vậy bọn họ hẳn là đều đã hoàn toàn ngã xuống trong đó. Nếu chuyện nơi này đã giải quyết, kế tiếp chúng ta đi tới trung tâm vạn thú chi địa đi. Ánh mắt Tiêu Viêm trực tiếp nhìn về phía khu vực trọng tâm, máu trong lòng cũng bắt đầu sôi trào, bởi vì kế tiếp bọn họ cũng khó tránh khỏi có một hồi quyết đấu kịch liệt. Nhìn vẻ ngưng trọng của Tiêu Viêm, phía trước sợ là đã xảy ra chuyện cực kỳ đáng sợ. Nếu không, lấy sức chiến đấu của Tiêu Viêm có thể khiêu chiến với thần thứ nhất, căn bản sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Nếu như không phải vạn thú chi địa có hạn chế, không cho thiên vị thần tiến vào trong đó, nếu không, bọn họ đã sớm điều động thiên vị thần mạnh nhất trong tộc tiến vào trong đó cướp đoạt cái gọi là vạn thú chi tâm. Mà khí tức vạn thú chi tâm ở đây cũng trở nên càng ngày càng nồng đậm. Phía trước có chiến đấu, cẩn thận một chút. Tiêu Viêm thu hồi linh hồn lực lượng, hướng về phía tổ địch cùng tổ song song dặn dò. Bất quá, ngay khi bọn họ tiến vào khu vực trung tâm nhất của vạn thú chi địa, linh hồn thần cảnh của Tiêu Viêm đã sớm rào xét được nơi này có rất nhiều khí tức cường đại, hoặc là nói cách khác, chính là vô luận là thần thú tộc bên nào đạt được vạn thú chi tâm, như vậy có thể nhất cử trở thành bá chủ mạnh nhất trong vạn thú cũng là dễ dàng. Đây chính là mị lực hấp dẫn của vạn thú chi tâm. Từ những khí tức này, Tiêu Viêm liền có thể suy đoán ra, khu vực cách đó không xa nhất định đã xảy ra chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Hơn nữa tham dự chiến đấu không chỉ có thế lực song phương, mà là có rất nhiều thế lực đã xảy ra kịch chiến liều chết. Tốt, Tiêu Viêm huynh, đi thôi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó chính là trực tiếp hướng chỗ sâu nhất bạo lược mà đi. Tốc độ của bọn họ phi thường nhanh, cho dù ở tốc độ nhanh cũng không cách nào trong thời gian ngắn đến trung tâm. Trải qua bôn ba một ngày thời gian, ba người bọn họ không có chút nào dừng lại một lát, khoảng cách trung tâm vạn thú chi địa cũng là càng ngày càng gần. Mà ngay khi ba người Tiêu Viêm tiếp tục đi về phía trước vạn thú chi địa, một nơi nào đó ở trung tâm vạn thú chi địa, trong không khí nơi này tràn ngập khí tức máu tanh vô cùng nồng đậm. Trên mặt đất phía dưới có rất nhiều chất lỏng màu đỏ hướng xung quanh chảy xuôi, mà những chất lỏng màu đỏ này lại là thi thể thần thú nằm không rõ ràng lắm. Xem ra nơi này chính là Tiêu Viêm vừa nói, nơi này đích xác đã xảy ra một hồi chiến đấu cực kỳ kịch liệt, đã có không ít thần thú cường giả đã ngã xuống trong đó, mà những người này thực lực cũng không thấp, trên cơ bản đều là đệ nhất danh sách thần chỉ cường giả, có thể làm cho đệ nhất danh sách thần tử thương vô số. Sợ là đối phương là một vị vượt qua đệ nhất thần khủng bố tồn tại, mặc dù không phải chân chính thiên vị thần, nhưng cũng là một cái chân bước vào trong đó chuẩn thiên vị thần. Trên chiến trường này, chỉ có một số ít thần thú cường giả còn đang duy trì, bọn họ tuy rằng cũng có thương thế, nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến chiến đấu kế tiếp của bọn họ, bởi vì bất kể là bên nào ngã xuống, như vậy liền không có duyên cướp lấy cái gọi là vạn thú chi tâm, cho nên, cho dù thật sự chết trận ở chỗ này, cũng phải liều mạng. Trong đó rung động nhất chính là chiến đấu kịch liệt giữa thần long tộc và thánh long tộc, bởi vì bọn họ chính là ba đại thần thú tộc của vạn thú thần giới, nếu để cho bất kỳ bên nào của bọn họ đạt được vạn thú chi tâm, như vậy có thể hoàn toàn thoát ly hàng ngũ mũ ba đại siêu cấp thần thú tộc, trở thành bá chủ mạnh nhất trong vạn thú thần giới. Thần Lân, ngươi quả nhiên nửa chân bước vào chuẩn thiên vị thần lĩnh vực. Lúc này, nói chuyện chính là một vị nam tử gầy gò mặc áo bào màu lam của thánh long tộc, tướng mạo cũng cực kỳ xuất chúng, khí tức tản mát ra trên người cũng không kém gì thần thứ nhất bình thường. Ha ha, Thánh Khang, ngươi cũng không tệ à, thứ nhất danh sách thần đỉnh phong, khoảng cách chuẩn thiên vị thần cũng chỉ cần một cái cơ hội mà thôi. Bất quá, cũng là bởi vì cần cơ hội này, ngươi cùng ta chênh lệch, cho nên ngươi vẫn là nhận thua đi. Dù sao, chúng ta cũng coi như là sớm chiều ở chung bằng hữu. Nếu như ngươi nguyện ý nhận thua, ta liền lưu ngươi một mạng như thế nào? Một tiếng chào phúng thanh âm từ một vị mặc áo bào màu đỏ nam tử trong miệng truyền ra. Nam tử này lông mày đúng là cũng là màu đỏ, cùng với trên đầu hắn đầu tóc cũng là như thế, làm cho người ta một loại cực kỳ bá đạo cảm giác. Mà hắn chính là thần chi thiên kiêu đệ nhất nhân của thần long tộc, Thánh Khang chính là thần chi thiên kiêu đệ nhất nhân của thánh long tộc, cho nên hai người trước mắt này chính là thần chi cường giả thực lực mạnh nhất lần này tiến vào vạn thú chi địa, cũng là đối thủ duy nhất của bọn họ. Nhưng là dựa theo trước mắt đến xem, thánh long tộc Thánh Khang tuy rằng thực lực cũng là cực kỳ cường đại đáng sợ, thủy chung hắn không có nửa cái chân bước vào chuẩn thiên vị thần, cho nên hết thảy kết cục cũng đã nhất định. Nghe xong lời nói cực kỳ sắc bén của thần lân kia, Thánh Khang vẻ mặt khinh thường, sau đó xuất ra một đạo thần khí này tên là Thiên Đình, xếp hạng thứ 18 trong 72 đại thần khí.
Thiên đình có thể ngưng tụ tất cả năng lượng trong thiên địa, tập trung vào một thân, sau đó làm ra lực lượng công kích cường đại, có thể chống lại đối thủ cường đại hơn mình. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thần khí sao? Lời này vừa nói ra, tiếp theo sắc mặt biến hóa chính là Thánh Khang. Chẳng lẽ ý của đối phương là hắn cũng có một đạo thần khí cường đại? Cục diện này khiến Thánh Khang cảm thấy một tia bất an. Ngay tại thời điểm Thánh Khang cảm giác được một tia bất an, trong tay thần lân cũng đồng dạng hiện ra một cái làm tất cả mọi người trừng to nhãn cầu, không dám tin một màn. Nhìn thấy vật màu lam trên tay thần lân, ai cũng khiếp sợ. Đó là Thôn, xếp hạng 17 trong 72 đại thần vật. Thôn chính là có thể thôn phệ hết thảy năng lượng, cho nên từ hai đạo thần khí thuộc tính thượng khắc chế cũng đã biết Thánh Khang vẫn là đã thua. Không ngờ ngươi cũng cất giấu một chiêu, khó trách có thể trở thành đệ nhất nhân mạnh nhất trong chuẩn thiên vị thần. Thánh Khang ta cũng sẽ không vì vậy mà lùi bước. Vạn thú chi tâm, Thánh Long tộc chúng ta nhất định phải có được. Một đạo thanh âm trầm thấp vô cùng truyền ra. Hiển nhiên cho dù đối phương xuất ra giờ thần khí cường đại hơn mình, cũng không mang theo một tiên sợ hãi. Thực lực của ngươi kém hơn ta, thần khí của ngươi cũng kém ta. Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội đoạt được vạn thú chi tâm sao? Ta nói cho ngươi biết, vạn thú chi tâm chỉ có thần long tộc chúng ta mới có thể có tư cách đạt được, mà các ngươi ngày sau liền trở thành thế lực của thần long tộc chúng ta đi. Thần Lân ánh mắt hơi híp lại, một bộ thần thái tự nhiên thần sắc, nhìn Thánh Khang cách đó không xa, phải thử qua mới biết được. Thánh Khang không phục vận chuyển lên trong cơ thể thần lực, chợt điên cuồng tràn vào trong thiên đình. Giờ phút này, Thánh Khang khí tức so với lúc trước càng thêm cường đại, cỗ khí tức kia cũng trực tiếp chấn lui mấy đứa rãnh háng đang đứng ngoài xem. Cảm nhận được lực lượng cường đại uy hiếp như thế, sắc mặt thần lân cũng dần dần ngưng trọng. Thánh Khang, xin lỗi, vạn thú chi tâm phải là thần long tộc chúng ta, hôm nay ngươi phải về với tổ tiên. Vừa nói xong, thần lân chính là bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình, chuẩn thiên vị thần lực lượng cũng triệt để bộc phát ra. Chỉ từ trên thực lực, thần lân cũng đã cao hơn Thánh Khang một bậc. Nếu như ở thêm 72 đại thần khí bài danh thứ 17 thôn, như vậy thực lực càng thêm đáng sợ vô cùng, chính là đã vô hạn tiếp cận với thiên vị thần tồn tại. Cho nên coi như Thánh Khang cũng đồng dạng có được cái gọi là thần khí, chỉ sợ cũng không cách nào chiến thắng thần lân hiện tại toàn lực. Ngay tại mọi người như vậy nghi hoặc thời điểm, Thánh Khang hai mắt mãnh liệt chấn động, sau đó nhìn thần lân cách đó không xa, giận dữ quát, hôm nay ta liền dùng toàn bộ thực lực của ta đến đối kháng ngươi. Thánh Khang một quyền vung ra, trong cơ thể tất cả lực lượng cũng theo đó theo cánh tay phải của hắn gào thét mà ra, trong nháy mắt một đạo khí tức cực kỳ khủng bố xuyên thấu hư không, mà người sau cũng đồng dạng ánh mắt lạnh lẽo, sát ý trên người nhất thời bốc lên. Lực lượng chuẩn thiên vị thần cũng phóng thích cực hạn, đem lực lượng thần khí trong tay hoàn toàn thi triển đến cực hạn. Vạn vật thôn, bởi vì thần lân cảm giác được Thánh Khang hiện tại khí tức đã đạt tới cùng hắn đồng dạng cấp độ, cho nên kế tiếp cũng chỉ có thể dựa vào thần khí lực lượng mới có thể chống đỡ đối phương một chiêu. Sau khi tất cả thần lực đỉnh cao của thần trong cơ thể đều rót vào trong thiên đỉnh, khí tức của hắn cũng trong nháy mắt thấp đến một điểm giới hạn. Chẳng lẽ nói thiên đỉnh này ngay cả thần lực của người sử dụng cũng bị hấp thu hay sao? Chợt trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười đắc ý, phảng phất bọn họ đã thấy được tình cảnh thần lân đánh bại Thánh Khang. Khang ca, có thể thắng sao? Lúc này nói chuyện chính là một vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử, trên người hắn bó sát người áo giáp mặc dù có tổn hại, nhưng là cũng chính là như vậy, đem nàng hoàn mỹ dáng người càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn. Hình ảnh vừa chuyển, hai vị thần chi thiên kiêu khác của thần long tộc, hai tay ôm ngực, thần thái tự nhiên nhìn trận quyết đấu khủng bố trên không. Ngay khi bốn chữ này rơi xuống, Thánh Khang vốn trong cơ thể không có bất kỳ thần lực nào, giờ phút này lại có năng lượng cường hãng đáng sợ hơn trước, điên cuồng chạy trong cơ thể hắn. Thánh Khang sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hắn biết mình hôm nay sợ là thật sự sẽ thua ở chỗ này, bất quá cho dù như thế, hắn cũng muốn cùng đối kháng, coi như là chết cũng sẽ không lâm trận đào thoát. Mà vòng xoáy màu trắng này chính là hạch tâm của đạo thần khí này, bất cứ sự vật gì chỉ cần tiến vào trong vòng xoáy màu trắng này đều có thể trong nháy mắt bị tan rã. Hắc động xung quanh có lực hấp dẫn cực kỳ cường đại, mà vòng xoáy màu trắng kia chính là kết thúc hết thảy. Tất cả thần thú cường giả ở đây, bọn họ mắt lộ ra vô cùng chấn động chi ý, bất kể là bị thương nhẹ hay là trọng thương, bọn họ vào giờ khắc này phảng phất đều quên mất đau đớn trên người mình, bởi vì hiện tại chàng diện chiến đấu trước mắt bọn họ chính là cuộc chiến mạnh nhất dưới thiên vị thần. Tiếng quát trầm thấp từ trong cổ họng thần lân truyền ra, ở không gian phía trước có một lỗ đen thật lớn, giữa lỗ đen có vòng xoáy màu trắng hình tròn, ở vị nữ tử này bên cạnh còn có một vị nam tử này tướng mạo bình thường, thực lực cũng là một vị cực kỳ cường đại đệ nhất danh sách thần. Hắn nghe vậy lắc đầu, lông mày cũng là có cau chặt nói, sợ là muốn thua a. Trên hư không, lực lượng thần khí song phương đều đạt tới cực hạn, trong nháy mắt đụng nhau, thiên địa nổ vang, đại địa cũng bắt đầu điên cuồng rung động, cát bay đá chạy, gió lốc khủng bố thổi quét mà ra. Sóng xung kích năng lượng đáng sợ một đạo tiếp theo một đạo gọn sóng, chậm rãi truyền ra, nơi sóng xung kích đi qua, núi lở đất nứt, trực tiếp đem dãy núi xung quanh trong nháy mắt cực kỳ bình địa, lực phá hoại đáng sợ như thế, ngoại trừ thực lực đạt tới chuẩn thiên vị thần, bất kỳ một vị thần cường giả nào cũng không làm được thế công khủng bố như vậy, một bên là có thể hấp thu trong thiên địa tất cả năng lượng, tập trung vào một thân cường đại thế công, một bên là có thể thôn phệ trong thiên địa tất cả vạn vật năng lượng, về phần đến tột cùng là bên nào chiến thắng, ai cũng không biết, phía dưới chúng thần thú cường giả cũng chỉ có thể chấn động, nhìn trên hư không đụng nhau, thân ảnh của bọn họ cũng bị trong đó bộc phát ra sóng xung kích cho lan đến, không cẩn thận, đã bị oanh kích ra khoảng cách rất xa, cũng không biết qua bao lâu, lực lượng thần khí trên hư không mới dần dần tiêu tán không thấy, trong phạm vi vạn dặm, dĩ nhiên đều là vô cùng hỗn độn, dẫn núi cũng bị trong nháy mắt đánh nát, vô số nham thạch rơi trên mặt đất, sau khi khói đặc chậm rãi tản đi, ánh mắt mọi người lại nhìn thấy, nơi đó có hai đạo thân ảnh,
một đạo thân ảnh trực tiếp là nằm trên mặt đất, mà một đạo thân ảnh khác thì là nửa quỳ trên mặt đất, trên người có thương thế phi thường rõ ràng, máu đỏ tươi cũng là không ngừng chảy ra, hơn nữa từ loại tình huống này kết luận, đối phương cũng là bị trọng thương, Foxy, lại là một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp nhuộm đỏ quần áo của mình. Xem ra hôm nay ta Thánh Khang cuối cùng là bại ở trong tay của ngươi, ngươi đích xác rất mạnh, nằm trên mặt đất đạo khí tức ệ oải xuống, chính là Thánh Khang của Thánh Long tộc, vừa mới cùng thần lân cuối cùng thần khí va chạm, Thánh Khang rất rõ ràng là hoàn toàn bại, hơn nữa hắn đã không có bất kỳ dư lực có thể ở đứng lên cùng đối kháng, ngược lại, tuy rằng thần lân cũng đồng dạng bị thương thế nghiêm trọng, nhưng là khí tức của hắn tuy rằng cũng yếu đi một tia, cũng không có cùng Thánh Khang ệ oải như vậy, cho nên, trận quyết đấu này là thần lân của thần long tộc chiến thắng, đệ nhất nhân dưới thiên vị thần, quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra. Có thể có tư cách đạt được vạn thú chi tâm, lực lượng khủng bố vừa rồi đã khiến rất nhiều thần thú tộc mất đi dũng khí, đối kháng với thần long tộc, Khang ca, theo hai đạo thanh âm từ xa đến gần, hai đạo thân ảnh một nam một nữ chính là xuất hiện ở bên người Thánh Khang, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, khi nhìn thấy hắn lúc này để lại nhiều máu tươi như vậy, cùng với thương thế nghiêm trọng trên người như vậy, một cỗ sát ý trong nháy mắt ở trong đôi mắt của bọn họ tản mắt ra, có lẽ cảm nhận được một cỗ sát ý của hai người, Thánh Khang cực nói, các ngươi đi mau, thần lân đánh bại ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua các ngươi đi trước đi. Khang ca, chúng ta cũng không phải hạng người tham sống sợ chết, nếu đối phương muốn về phần chúng ta chết, như vậy chúng ta liền cùng bọn họ liều chết đến cùng. Vị nam tử đứng một bên này, cũng lộ ra vẻ mặt không sợ, tuy rằng bọn họ đều biết, chính mình chống không ngại đối phương, nhưng cũng là đi thử một lần, Thánh Khang thở dài một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nói, được rồi, nếu khuyên không được các ngươi, như vậy ba người chúng ta cho dù chết trận, cũng phải lột một tầng da của đối phương. Nói xong, Thánh Khang cố gắng chống đỡ chính mình đứng lên, thần lân, ngươi cũng không cần đắc ý, đã như vậy, ta liền lấy hy sinh làm đại giới. Thánh Khang hai mắt vô cùng đỏ bừng, hành vi cũng vô cùng quỷ dị, không chỉ Thánh Khang, mà hai người bên cạnh hắn cũng là như thế. Nhưng mà đúng lúc này, thần lân sắc mặt cũng là chợt kịch biến, vì hắn biết đối phương muốn làm cái gì, bọn họ muốn tự bạo, thật sự là đám người điên đáng chết, mau giết hết bọn họ, không chừa một ai. Thân ảnh thần lân bạo lượt mà ra, thần lực trong cơ thể truyền tới cực hạn, sau đó ngưng tụ ra một bàn tay màu đỏ cực lớn, tản mát ra khí tức cường đại vô cùng đáng sợ, hung hăng đánh xuống ba người. Lúc này đây, thần lân vừa ra tay chính là sát chiêu, ngay sau đó, hai vị thần long tộc cường giả khác phía sau cũng thi triển ra sát chiêu mạnh nhất của mình, nhắm ngay Thánh Khang ba người Thánh Long tộc, không chút do dự công kích mà đi. Bất quá ngay khi chúng thần thú cường giả cho rằng ba người Thánh Long tộc này sắp ngã xuống thời điểm, ở xa xôi phía trên chân trời xuất hiện biển lửa màu trắng cuồn cuộn mà đến, đồng dạng ba đạo ngọn lửa màu trắng tiến vào ba người Thánh Khang, trong cơ thể mặc dù chỉ là một đạo ngọn lửa cực kỳ nhỏ bé, nhưng là sau khi tiến vào trong cơ thể bọn họ lại là một cỗ cực kỳ thoải, hơn nữa thân thể vừa mới còn đang bành trướng vô cùng, bây giờ cũng khôi phục bình thường, đột nhiên xảy ra một màn như vậy, làm cho người của Thánh Long tộc có chút không biết làm sao. Hơn nữa, biển lửa này rõ ràng vô cùng nóng bỏng, thậm chí có thể đem không khí đều bốc hơi sạch sẽ, mà ba người bọn họ ở trong biển lửa màu trắng rực rỡ này, dĩ nhiên không có chút nào cảm nhận được khí tức của nóng của ngọn lửa. Biển lửa này là cái gì mà có thể chống đỡ được sát chiêu của ba người chúng ta? Lúc này, một vị nam tử của thần long tộc có chút khó hiểu nói, biển lửa này rất quỷ dị, hơn nữa ở trong đó tựa hồ có thần hỏa bản nguyên rất cường đại. Nghĩ tới đây, thần lân sắc mặt lần nữa biến đổi, trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ là thần hỏa? Thần hỏa đối với bất kỳ một vị thần nào đều có lực hấp dẫn cực kỳ lớn, cho nên khi nhìn thấy biển lửa đáng sợ trong hư không này, trong lòng thần lân lại có một tia tham lam. Bất quá chợt, hắn liền nghĩ đến chính mình sắp đối mặt sự tình, chẳng lẽ nói ở vạn thú chi địa bên trong còn có cái gì cường đại thần trích cường giả sao? Các bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube 15 phút review. Trong biển lửa, ngoại trừ ba người Thánh Long tộc bị bao vây ra, còn có ba đạo thân ảnh chậm rãi đi về phía mọi người. Đợi sau khi biển lửa dần dần tản đi, nhiệt độ trong thiên địa cũng khôi phục lại bình thường, trên hư không đúng là xuất hiện ba đạo thân ảnh, trong đó một đạo thân ảnh hắn mặc áo bào màu đen, ở phía sau lưng đeo một thanh màu đen cự thước, một đôi mắt thâm thúy nhìn xuống, bắt đầu càn quét nơi này hết thảy. Mà khi ánh mắt của vị nam tử áo đen này càn quét trên mặt mỗi một vị thần thú cường giả phía dưới, một đám thần thú phía dưới thậm chí có ý kiêng kỵ, nhưng đến tột cùng vì sao kiêng kỵ nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện này lại không biết được. Tuy nhiên, bên cạnh nam tử áo đen còn có hai đạo thân ảnh, hai đạo thân ảnh này tất cả chúng thần thú cường giả ở đây đều cực kỳ quen thuộc, bởi vì bọn họ chính là thần chi thiên kiêu của một trong ba đại thần thú tộc trong vạn thú thần giới, Tổ Địch và Tổ Song Song. Bọn họ là người của Tổ Long tộc, thân phận của bọn họ vừa xuất hiện đã bị nhận ra, đây chính là độ nổi tiếng của thần chi thiên kiêu, ngoại trừ Tiêu Viêm có chút xa lạ, Tổ Địch Tổ Song Song bọn họ là rất quen thuộc. Sau khi xác định ba người vừa mới xuất hiện là người của Tổ Long tộc, người của thần long tộc vừa rồi đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là thần lân, bởi vì thần lân vừa mới cùng Thánh Khang quyết đấu kịch liệt, tuy rằng chiến thắng người sao, nhưng bản thân cũng tiêu hao tuyệt đại bộ phận thần lực, cho nên nếu như xuất hiện chính là thần trích cường giả thực lực tương đương với mình, như vậy đối với thần lân mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ bất lợi. Ta còn tưởng là ai, thì ra là người của Tổ Địch của Tổ Long tộc. Đến đây mình xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video, nếu hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh, và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.